Chào cả nhà, mình là Việt Lê đây. Chào mừng quay trở lại với channel. Và còn vài ngày nữa thôi thì Việt Lê sẽ lên đường dẫn đoàn bảo vệ lộ trình cho cuộc đua xe đạp VOH của Đài Tiếng Nói Thành phố Hồ Chí Minh. Và cuộc đua năm nay sẽ là một cuộc đua vô cùng đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào? Mình thấy có 3 yếu tố sau. Đầu tiên đó chính là cuộc đua này sẽ đi xuyên suốt qua 3 nước Đông Dương. Từ Việt Nam chúng ta sẽ qua Vương quốc Campuchia và tiếp tục sẽ đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Và điểm đặc biệt thứ hai đó chính là đoàn đua sẽ tiến vào thủ đô Phnom Penh của Campuchia và thủ đô Viêng Chăn của Lào. Một điều mà từ trước đến nay chưa từng cuộc đua nào làm được điều đó. Và yếu tố đặc biệt cuối cùng đó chính là nhờ mối quan hệ ngoại giao thân thiết giúp cho đoàn đua băng thẳng qua biên giới cửa khẩu của hai quốc gia Việt Nam Campuchia và Campuchia sang Lào và từ Lào về Việt Nam mà không cần phải dừng lại, có nghĩa là cả đoàn đua tất cả phương tiện không cần phải dừng lại để làm thủ tục và xuất nhập cảnh, các bạn là đua thẳng qua cửa khẩu luôn. Và đó là một điều đặc biệt giúp cho cái quá trình thi đấu của đoàn viên được xuyên suốt hơn, không bị ngắt quãng. Năm 2018 các bạn thì Việt Lê cũng có tham gia dẫn đoàn cho toàn bộ lộ trình luôn, cũng của đài VOH này, đi ba nước Đông Dương Việt Nam, làm ở Campuchia, nhưng mà năm ngoái thì chỉ đi ở vùng ven, các tỉnh vùng ven thôi các bạn. Nhưng mà tiếc là năm ngoái thì Việt Lê lại chưa có làm YouTube các bạn, cho nên là có rất nhiều điều thú vị Việt Lê chưa thể chia sẻ với các bạn được, như là cung đường ở bên nước bạn như thế nào. Các bạn thấy những cung đường ở bên Lào cực kỳ đẹp, đẹp miên man luôn. Rồi tới lực lượng cảnh sát dẫn đường ở bên đó nữa các bạn. Bạn có tin là dân quân tự vệ họ đứng hai bên đường, chỉ là dân quân tự vệ thôi nha, mà bất kỳ người nào ở những ngã tư ở thôn làng xóm thôi, họ cũng được trang bị AK-47 các bạn. Cái anh dân quân tự vệ nào cũng cầm AK-47 dắt trước ngực rất là hoành tráng mà. Và lực lượng cảnh sát mở đường thì họ cử hẳn một chiếc bán tải chở trên xe từ 3 đến 4 người, mà những cảnh sát đó là full luôn à, full option, đó là full súng và đạn luôn các bạn. Vũ trang rất là dữ dằn. Và đi qua các quốc gia đó thì ẩm thực là một cái điều mà thu hút mình rất nhiều món ăn ngon và lạ miệng các bạn. Rồi những thức uống họ pha chế rất là độc đáo, và đặc biệt là bia ở địa phương họ rất là thơm ngon. Nhưng mà rất là tiếc là năm ngoái Việt Lê lại chưa làm YouTube để chia sẻ với các bạn. Nhưng năm nay là Việt Lê sẽ hứa các bạn là sẽ đưa truyền tải tới các bạn những thức phim đẹp nhất, những góc quay lạ nhất về những điều Việt Lê đã nói, và còn thêm hàng tá điều nữa chia sẻ với các bạn. Bởi vì biết đâu mai mốt các bạn cũng sẽ đi phượt hoặc là lái xe du lịch qua bên Campuchia hoặc bên Lào, bởi vì Campuchia và Lào các bạn lái xe máy qua bạn xin cũng rất là đơn giản các bạn, thì các bạn sẽ biết được cung đường của nó đẹp như thế nào, nó ăn ra sao, thì Việt Lê sẽ recommend cho các bạn. Mình cũng có đầu tư cho đợt này cũng khá là nhiều camera để tạo ra nhiều góc quay, những cái cảnh quay đẹp cho các bạn cùng xem. Cho nên ngay bây giờ những bạn nào đã từng coi video clip của Việt Lê mà chưa bấm đăng ký thì hãy giúp Việt Lê bấm đăng ký bên dưới để theo dõi kênh của Việt Lê nhé. Bởi vì nó có hai ý nghĩa các bạn. Ý nghĩa đầu tiên là sẽ giúp các bạn khi mà Việt Lê up clip lên thì YouTube sẽ báo cho các bạn biết ngay là Việt Lê vừa up lên thì các bạn xem được ngay. Và ý nghĩa thứ hai mà ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi vì khi mà mình thấy số lượng người đăng ký của mình đang dần tăng lên mỗi ngày thì nó là tạo động lực cho Việt Lê, giúp cho Việt Lê biết được rằng là cái chủ đề Việt Lê đang thay đổi, đang chia sẻ là được nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của các bạn, thì nó sẽ giúp cho Việt Lê thêm sự động lực để làm thêm những clip ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn, hay hơn, đẹp hơn ở trong tương lai. Các bạn hãy giúp Việt Lê nhé. Và còn gần khoảng 10.000 bạn đã đăng ký theo dõi channel của mình thì mình rất biết ơn. Và các bạn xem clip này thì các bạn hãy chia sẻ hoặc like cho mọi người, những người thân bạn bè của mình cùng biết tới kênh của Việt Lê để đón nhận những clip sắp tới Việt Lê trên những cung đường CS hay là những chuyến du lịch nước ngoài, hay những clip dẫn đoàn các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình đi thay nhất và bảo dưỡng cho bà vợ hai của mình đã, để đảm bảo rằng trong suốt hành trình 1.600 km sắp tới thì bà sẽ không có sự cố gì xảy ra. Mà trước khi kết thúc video clip thì mình muốn chia sẻ với các bạn lộ trình của trận thi đấu đầu tiên
xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi Campuchia, thì giúp cho những bạn nào nằm trên cái trục đường mà đoàn đua đi qua biết được và dành thời gian ủng hộ cổ vũ cho đoàn đua nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip sắp tới. Ở trận đầu tiên, đoàn đua sẽ xuất phát tại Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đi theo quốc lộ 22 qua huyện Củ Chi để đến được cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc tỉnh Tây Ninh. Và có một điều đặc biệt rằng đoàn đua sẽ không dừng lại để làm thủ tục thông quan mà sẽ đua thẳng qua cửa khẩu để đến được thị xã Spiring, là một thị xã có rất nhiều casino nổi tiếng và rất lớn ở khu vực. Đây cũng là nơi cộng đồng người Việt sinh sống rất đông. Và đây cũng là đích đến của chặng đầu tiên với tổng cự ly thi đấu là 117 km.